Xin chào mọi người, mình là Quyên. Mình hiện tại đang làm marketing cho một công ty tech. Và ở MWF thì mình làm show organizer. Còn em là Sơn, em học Expo và em là guitarist ở MWF. Ok. Ui. 3, 2, 1. Tất nhiên là Indie Cosmos rồi, bởi vì đây là show đầu tiên mà mình đã làm việc với MFF và mình đã bỏ khá là nhiều tâm huyết vào đây. May mắn là show đã thành công. Đẹp đấy. Đối với em đây là nhạc. Em đến đây em rất vui được làm nhạc và chơi nhạc của mọi người. Mọi người rất là nice. Music. Yeah. Lần cuối. Em trả lời trước đi. À, lần cuối em đến ở đây là tuần trước. À, em đến đây để em chơi nhạc và em đi ăn cùng mọi người. Lần trước, chị đến đây là 2 tháng trước. Lý do thì đơn giản là bởi vì corona và thứ hai là chị cũng khá bận trong thời gian ở đây nữa. Okay. Nên là không thể keep up với mọi người được. Nhưng mà I'm always here. Khá mentally. Yên. Câu này dễ này. Sorry. Ừ. 3, 2, 1. Oppa của mọi nhà, anh Thiện. Chắc chắn rồi, bởi vì anh Thiện không chỉ là một người anh mà còn là một người thầy của tất cả mọi người nữa. Từ anh Thiện thì mình học được rất là nhiều tip và nói chung là cũng khá là nhiều thứ hay ho về không những show organizing mà còn về marketing nữa. My em, idol. Em là anh Trung Ngô. Anh Trung Ngô là anh giúp em đến đây và anh Trung Ngô giúp em làm khá nhiều bài tập ở trường. Anh Trung bóp popcorn. Yeah, yeah. Tiếp nhỉ. Bài lè. 3, 2, 1. Em nói trước đi. Đây. Vui. Vui. Khi em vào đây em gặp chị cười em một nụ cười khá là... thân thiện rồi. Duyên dáng. Duyên dáng. Thế là đến được chị vui, rất là lầy và thân thiện. Ok. Còn chị thì ấn tượng là ngoan. Bởi vì nhìn bộ láo thế thôi nhưng mà nó ngoan thật. Với lại là Sơn là em bé nhỏ nhất của mới em nữa. Sinh năm bao nhiêu ấy nhỉ? 2003. Yeah. Rất là ngoan. Ngoan, rất là ngoan. Đây là có người yêu chưa? Dạ, hiện tại mình có người yêu rồi. Tiếc thế. Chị người yêu chưa? Chưa. Chị Quyên chưa người yêu nha, mọi người lên Facebook Cao Mỹ Quyên. Yeah. Mọi người cứ lên đi nhá, mình sẽ accept và friend request. Next. Chữ xấu ấy nhá. 3, 2, 1. Yeah. This is like tài năng. Đây là tài năng. Bởi vì sao? Bởi vì mọi người đều nghĩ là tất cả mọi người đến MFF đều phải có một cái tài năng gì đấy. Ví dụ như kiểu biết chơi guitar hoặc là biết chơi trống hoặc là biết hát. Nhưng mà không phải như vậy. Đến đây không những để nghe mọi người chơi nhạc mà còn là để kết bạn này, làm quen này, hẹn hò yêu đương nhiều cặp đôi ở đây lắm. Và mình là một trong số những người mà không có tài năng mà lại ở đây đấy. Nên mọi người hãy đến MFF nhá. Ok, để tiếp nối câu trả lời chị Quyên là ở đây mọi người yêu đương nhau khá nhiều. Thì câu trả lời mình là không. Ngoài người đây, ta trai ghi xinh gái đẹp vào thôi. Nhưng mà rất tiếc mọi người không yêu nhau. Thần Cupid có lẽ đã quên mọi người rồi. Đâu. Ví dụ như chị Quyên nè. Chị Quyên cho người yêu, mình chị nhắc lại lần hai nhé. Chị là ngoại lệ thôi chứ thật ra là có rất nhiều cặp đôi đã yêu nhau từ mới bé đấy. Ok chị. Thật, okay. Chị đã thấy rồi, chị đã chứng kiến rất là nhiều. Thế là yay. Tham gia đi, mọi người sẽ không phải hối tiếc đâu. Bởi vì ở đây có rất nhiều người tài giỏi và vui tính. Giống như kiểu mình là vui tính, còn tài giỏi là Sơn đấy. Đến em đấy. Ôi em còn này, ok. Nếu mà mọi người đang nhàm chán ở nhà, không có gì làm ngoài ở nhà tự lockdown với corona, thì hãy đến MFF, chúng tôi rất an toàn và vui vẻ, chúng tôi có thể người chơi nhạc đây và kết bạn giao lưu. Có thể kiếm người yêu đấy cũng được. Yeah.
kiếm người yêu mùa Covid nghe khá là hấp dẫn ạ. Xin chào, đây là Human of MF. Hẹn gặp lại mọi người vào số lần sau. Bye bye. Yeah. Bye bye.